anh chị em mình một bó hoa mà mình có thể đặt ở phòng khách hoặc là ở các cái sảnh lớn, đại sảnh hoặc là nói chung là đại sảnh hoặc mình có thể đặt ở các cái buổi tiệc của nhà hàng. Thì ở đây là mình đang có một cái bình như thế này, mình đang đặt hai cục sốt vào, bây giờ mình sẽ sử dụng băng keo để mình cố lên hai cục sốt vào. Rồi, bước tiếp theo ha. Khi mà mình làm không có mua được cái cây kiểu giống như thế này thì các bạn có thể tìm những cái cây dạng thân thảo như thế này để sẽ chúng ta mua sơn trắng về ha, rồi mình xịt nó lên. Bình này mình sẽ cắm theo cái dạng tròn, nên là mình sẽ cắm cây này ở giữa bình. Bây giờ bước tiếp theo ở xung quanh này mình sẽ sử dụng lá dừa. Nếu như mà mình mà có các bạn có thể sử dụng máy hấp không cũng được. Ở đây mình dùng lá dừa. Hiện tại cái lá dừa này mình sẽ cắt nó bằng này 30 cm.
giờ mình sẽ dùng cái xịt cô an cùng với lại cái lá dừa mình đã đa sẵn rồi này.
Vậy là mình đã xong được một bình hoa. Và bình hoa này mình sẽ đặt ở đại sảnh, những cái sảnh lớn của khách sạn hoặc là nhà hàng. Và đây là hoa của mình đang sử dụng là hoa toàn bộ là hoa hồng, cùng với lại là một số cái quả hạnh ở đây ra ha. Thì hoa hồng ở đây á, là mình đang dùng cái nhánh là mình đưa lên cao này để mình tạo điểm giữa cho cái bình này á. Đó chính là hoa hồng đỏ. Và tiếp theo á, là mình sẽ sử dụng các cái hoa hồng giữa màu hồng tím này, hoa hồng trứng gà này, cùng với lại là hoa hồng đây, hoa hồng cổ, hoa hồng hồng đó. Và mình đưa vào trong đây là lá chút bách hợp để mà tạo cho cái bình này nó có thêm một cái độ dày. Nếu như mà các bạn mà có nhiều chút bách hợp hơn thì các bạn cứ đưa vào ha, để là mình sẽ giảm được cái lượng hoa xuống đó, đó. Nếu như mà cái bình này hiện tại á, là mình sử dụng ở đây là khoảng 170 bông hoa hồng cho một cái bình như thế này, cùng với lại là một bó. Bó này thì nó gồm có là 4 hay 5 nhánh gì đó, bi này bi nhập khẩu ha. Đó, rồi à, mình tạo cái độ dày để cho cái bình này, tức là để tạo cái độ rộng vừa dày ha, là mình sử dụng lá dừa. Nếu như mà ở đây các bạn có thể thay thế bằng cái lá gọi là chầu bạc khí ấy, thì rất là đẹp luôn ha. Và hôm nay mình không có chầu bạc khí ở đây. Rồi, trong quá trình mà các bạn làm đấy, và các bạn còn có những cái gì mà chưa rõ thì các bạn vui lòng comment ở cái bên dưới, mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất. Nếu như mà các bạn thích cái bình hoa này, nhớ like cho mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.